Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 26 tháng 6, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, theo tin đồn hồi đầu năm nay thì FireX 2 sẽ ra mắt vào giữa năm 2019 với một số tính năng đột phá như là camera zoom quang 10x, cảm biến vân tay trong màn hình, hỗ trợ mở khóa bằng hai ngón tay cùng lúc, vân vân. Tuy nhiên thì cũng có một số thông tin cho rằng là FireX 2 sẽ không dùng cơ chế trượt mà thay vào đó áp dụng thiết kế đục lỗ kèm công nghệ sạc SuperVOOC cho cả sạc không dây và có dây. Tuy nhiên thì mới đây đích thân phó chủ tịch Oppo đã khiến mọi người thất vọng khi tuyên bố chỉ hoãn ra mắt FireX 2 tới tận năm 2020. Theo Brian thì Oppo đang xem xét cải tiến mọi phương diện của FireX để có thể ra mắt một mẫu flagship tốt hơn trong năm tới. Để bù vào khoảng trống mà FireX 2 để lại thì phó chủ tịch Oppo chia sẻ một dòng smartphone khác sẽ được ra mắt vào nửa cuối năm 2019 này. Trong nửa đầu năm nay thì Oppo sẽ chỉ tập trung vào dòng Reno vừa mới ra mắt bởi họ đã khai tử dòng R hay dòng S tại Việt Nam. Mới đây thì Oppo cũng đã hé lộ về công nghệ camera bên dưới màn hình do chính họ phát triển. Nhiều khả năng thì mẫu smartphone đầu tiên được trang bị công nghệ này sẽ ra mắt vào nửa cuối năm nay. Oppo sẽ tuyên bố trình diễn công nghệ camera dưới màn hình của mình tại sự kiện MWC ở Thượng Hải, Trung Quốc diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6. Các bạn mến, tại sự kiện MWC Thượng Hải thì Vivo cũng đã ra mắt chiếc smartphone 5G đầu tiên của mình và công nghệ sạc Super Flagship 120W. Chiếc smartphone 5G của Vivo được đặt tên là IQOO 5G và vẫn chưa được tiết lộ về những cái thông số kỹ thuật đầy đủ. Mặc dù không công bố cấu hình, nhưng có khả năng chắc chắn rằng chiếc smartphone này cũng được trang bị con chip Snapdragon 855 và model Snapdragon X50 của Qualcomm. Bên cạnh đó là một viên pin 4000 mAh và công nghệ sạc nhanh mới. Điểm đáng chú ý trong sự kiện hôm nay của Vivo không phải là chiếc smartphone 5G, mà chính là công nghệ sạc nhanh Super Flagship 120W đầu tiên được ra mắt. Super Flagship cho phép sạc pin với công suất tối đa là 120W, 20V, 6A. Đây là công nghệ sạc nhanh nhất hiện tại. Và theo Vivo thì Super Flagship có thể sạc một viên pin 4000 mAh từ 0 đến 50% chỉ trong vòng 5 phút và sạc đầy pin trong vòng 13 phút. Cũng giống như công nghệ sạc nhanh khác thì Super Flagship sẽ chỉ hoạt động cùng với một bộ sạc cáp USB Type-C do Vivo cung cấp. Tuy nhiên thì Vivo lại chưa cho biết là đến bao giờ công nghệ này mới được áp dụng vào thực tế. Theo chuyên gia dò dỉ Olix thì Galaxy A90 sẽ là một phần của dòng sản phẩm mới có tên là Galaxy R Series. Báo cáo cho thấy có hai mô hình trong sản phẩm mới được lên kế hoạch ra mắt với màn hình lớn và thiết lập 3 camera. Một trong những điện thoại trong dòng Galaxy R mới dự kiến sẽ hỗ trợ 5G và chiếc còn lại dự kiến sẽ hỗ trợ một số tính năng độc đáo về camera. Trong khi đó thì vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về dòng Galaxy R và không rõ liệu dòng này có được phát hành theo từng vùng hay không. Tại Ấn Độ thì Samsung đã có dòng Galaxy S cao cấp, dòng Galaxy A tầm trung và Galaxy M phổ thông. Nếu được giới thiệu Ấn Độ thì dòng Samsung Galaxy R này có thể rơi vào giữa dòng Galaxy A và S cao cấp. Ngoài ra thì tin đồn cho biết là Galaxy R có thể là dòng điện thoại 5G tầm trung đầu tiên trên thế giới. Kết xuất trước đó của Galaxy A90 đã cho thấy điện thoại sẽ là smartphone đầu tiên của Samsung có camera selfie bật lên. Điện thoại thì không đi kèm với Note hình giọt nước Infinity V hoặc Infinity U, cũng không có phần đục lỗ trên màn hình và dự kiến sẽ được đi kèm với độ phân giải là Full HD+, chipset Snapdragon 700 series hoàn toàn mới với RAM 6 hoặc 8GB và nhất là có 64GB bộ nhớ trong. Samsung Galaxy A90 hoặc là Galaxy R sẽ có thể xuất xưởng với Android Pie kết hợp với giao diện người dùng của Samsung One UI. Dung lượng pin có thể là khoảng 3.500 đến 4.000 mAh. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiểu đóng góp nào thì hãy để lại nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!